Chào bà con nông dân, đây là mẫu nhà màng mái vòm được thiết kế để chịu được gió cấp 11 trở lên. Hiện tại ở khu vực miền Tây thì chỉ có Sơn Nông là thi công kiểu nhà màng này. Đây là mẫu đã được thi công trên 5 năm và hiện nay nó rất tốt. Mời bà con vào bên trong để tham quan nhà màng. Chào bà con nông dân, hôm nay thì Xuân Nông giới thiệu cho bà con mẫu nhà màng mái vòm đang rất được là nhiều người quan tâm hiện nay. Đây là kiểu mái vòm mà chắc chắn nhất hiện nay và thiết kế rất là bài bản công phu. Bà con xem cái kết cấu của nhà màng này thì cột là cao 3m, chiều cao của cái vòm là 1,5m nữa, thì tổng chiều cao của cái nhà màng này là 4,5m. Thì cái nhà màng này đã thi công được 5 năm rồi và nó vẫn còn rất là tốt, chưa thay màng bao giờ hết. Thì đà với kèo bên trên thì bà con thấy là xài bằng sắt phi 34, cột là vuông 50, dày 1 ly 2. Thì đối với nhà màng này thì Xuân Nông không có thiết kế lấy gió trên nóc mà mình lấy gió ở hai bên má, kết hợp với hai quạt đối lưu chạy ngược chiều nhau để mà gió tuần hoàn, để mà giảm nhiệt độ bên trong cái nhà màng này và vừa tăng cái khả năng phủ phấn cho cây trồng bên trong. Thì đây là cái nhà màng mà thiết kế để trồng dưa leo và năng suất đạt được rất là cao. Đây là mẫu nhà màng mà được thiết kế chịu được gió cấp 11, 12 vẫn không sao, với kết cấu rất là chắc chắn. Bà con có thể sử dụng kiểu nhà màng này để mình trồng dưa lưới hoặc là dưa leo hoặc tất cả các loại cây mà leo được, tại vì nó có kết cấu rất là chắc chắn. Cảm ơn bà con đã theo dõi clip. Nếu bà con quan tâm tới nhà màng có sức chịu đựng gió cấp 11, 12 thì hãy liên hệ ngay với Xuân Nông để được tư vấn thiết kế. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Nhà màng mái vòm là một trong những kiểu nhà màng mà hiện nay ở khu vực miền Tây chỉ có Xuân Nông thi công. Thì đây là kiểu nhà màng chắc chắn được thiết kế phù hợp, có thể chịu đựng được gió cấp 11 trở lên, với thông số thiết kế như sau: cột thiết kế bằng vuông 50, độ dày 1 ly 2, đà kèo làm bằng sắt phi 34, độ dày 1 ly 2, chiều cao của cột vách là 3m, chiều cao của đỉnh là 4,5m. Nhà màng được thiết kế lấy gió hai bên má và có kết hợp quạt đối lưu. Đây là kiểu nhà màng phù hợp cho những khu vực có gió lớn.